Nhìn qua này. Đây nhá bà con nhìn nhá. Lại chim chưa? Quay thường đi. Quay thường ạ. Quay thường ghép TikTok mà. Úi giời. Này chắc tí ra là đường khác chứ nhỉ? Vẫn thế thì vẫn về một đường. Ui. Thế đâu giờ còn đường nào? Quá chậm, mập đấy. Này quay hẳn mấy phút luôn. Ui. Ui. Để cho xe này đi trước. Anh em mình bò xong. Cần em đã quay phim rồi. À, qua suối, qua suối. Qua suối. Đường này chắc mới khai hoang ấy chứ nhỉ? Đường lâu rồi. Chỗ này chắc mới xúc này. Chứng tỏ con 12 này là yếu rồi nhỉ? Không biết lái. Toát mồ hôi nhỉ. Dễ trôi không? Dễ trôi lắm. Dễ trôi lắm. Muốn ông này nái kém nhất rồi. Tự nhiên bò ngon thế mà. Chắc là xem một cầu à?